Việc này tới 30 năm gần đây đã được khoa học gia chứng minh. Trong Phật giáo, niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát, niệm chú, tụng kinh có thể sản sinh hiệu quả, đều là đạo lý này. Chánh giáo trong Phật pháp, hiệu quả đó càng thù thắng. Tại sao? Nâng cao ý niệm của quý vị. Ý niệm hầu như có thể điều khiển bất kỳ quá trình sinh lý nào, thậm chí trị liệu những bệnh tật uy hiếp tới sinh mạng. Lòng tin là mẹ các công đức. Đối với đạo lý này, chúng ta phải tin tưởng mới được. Quý vị nói muốn có bao nhiêu hiệu quả thì tỷ lệ thuận với tính tâm của quý vị. Quý vị có 10 phần tính tâm thì sản sinh 10 phần hiệu quả. Quý vị có 100 phần tính tâm thì sản sinh 100 phần hiệu quả. Nhất định không thể nghi ngờ. Nguyên lý bên trong đó là gì? Là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị sẽ biết năng lượng tâm tưởng lớn bao nhiêu. Cả pháp giới, hư không giới từ đâu tới? Từ tâm tưởng tới. Thiên đường từ tâm tưởng tới. Địa ngục là từ tâm tưởng bất thiện tới. Thế giới cực lạc từ tâm tưởng tới. Không có một việc gì không phải từ tâm tưởng tới. Trong Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thủ nói với chúng ta, tâm tưởng này xuất sanh vô tận. Nghĩ cái gì, biến cái đó, không có cùng tận. Chúng tôi lúc đầu đọc bài viết này, đối với câu nói này rất khó hiểu. Tại sao lại không có cùng tận? Tới sau cùng đã nghĩ rất lâu, đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ chơi kính Vạn Hoa, liền tin tưởng đối với sự việc này. Kính Vạn Hoa rất đơn giản. Hồi nhỏ kính Vạn Hoa của chúng tôi đều do tự mình chế tạo, không tinh xảo đẹp đẽ như bây giờ, không có. Chúng tôi dùng một ống giấy, dùng 3 miếng kính, bên trong bỏ một chút giấy dụng, rất đơn giản tự mình chế tạo. Nhưng quý vị xoay nó mà coi, sự biến hóa của hình ảnh bên trong không có hai cái nào giống nhau. Thực sự là xuất sanh vô tận, không hề phức tạp. Thứ đồ đơn giản sản sinh sự biến hóa vô cùng tận. Chúng tôi đối với lời nói của Quốc sư Hiền Thủ, xuất sanh vô tận, hiểu rõ rồi, không nghi ngờ nữa. Quả thật là vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Đây là nói về gì? Nói về cả vũ trụ. Cho nên chúng ta khởi ý niệm, bất luận là cố ý hay vô ý, là thiện niệm, là ác niệm, trong cả vũ trụ sản sinh biến hóa. Không nhất định ở trước mặt chúng ta, trước mặt không nhìn thấy, những tinh cầu khác nhìn thấy. Tại sao? Tốc độ của nó quá nhanh. Ý niệm vừa động đã khắp các pháp giới. Tốc độ gì cũng không danh bằng tốc độ này. Tốc độ này siêu việt thời không, bởi vì đó là tự tánh, là tánh đức khởi dụng, không thông qua tâm ý thức. Tâm ý thức thì chậm lại, tâm ý thức là vọng tâm, cũng khắp hết pháp giới nhưng tốc độ rất chậm, giống như chúng ta ở trong hồ bơi. Hồ nước ném xuống một cục đá nhỏ, quý vị coi cục đá này sản sinh ra sóng, từ từ dần dần tới mép hồ, thời gian rất dài, không phải nhanh lắm.
Nhưng ý niệm chúng ta vừa động, lập tức đã khắp hết pháp giới. Có nghĩa là nó không phải hiện tượng vật chất. Chúng ta ném một viên đá xuống hồ là hiện tượng vật lý. Chúng ta khởi tâm động niệm, nghĩ một sự việc là hiện tượng tâm lý. Cố ý, vô ý khởi một niệm, đó là hiện tượng tự nhiên. Hết sức gần với tự tánh là thuộc về nghiệp tướng của A-la-gia. Năng lượng này lớn, khắp hết pháp giới. Còn bên dưới, thiện niệm của người khác đối với quý vị có năng lượng giống như thiện niệm quý vị đối với chính mình. Nghĩa là sao? Trong Phật môn chúng ta thường nói hồi hướng. Tôi tụng kinh, niệm Phật, tu thiện, đem công đức hồi hướng cho quý vị. Người phát ra ý niệm hồi hướng này hết sức chuyên chú, vô cùng khẩn thiết. Người được hồi hướng kia sẽ nhận được hoàn toàn tương đồng với người làm công đức. Họ hết sức khẩn thiết, họ thực sự được 10 phần công đức. Điều này không phải giả. Nếu như người hồi hướng hữu khẩu vô tâm, khi làm công đức, tụng kinh, niệm chú, làm những việc thiện này không hề chuyên chú, năng lượng sẽ rất yếu ớt. Chuyên ở người tu công đức này, bảo chí công, siêu độ phi tử của lương vũ đế. Phi tử này tạo tội nghiệp, đọa thân mạng xà. Bảo chí công là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. Trong Cao Tăng truyện chúng ta sẽ đọc được truyền ký của ngài. Ngài thì hiện thần thông rất nhiều lần. Trong Thần Tăng truyện có ngài. Ngày đêm, phi tử của ông ấy từ đường súc sanh siêu độ lên trời đau lợi. Không phải năng lực người bình thường có thể làm được. Tại sao không thể siêu độ tới thế giới cực lạc? Cô ấy thiếu thiện căn niệm Phật. Nếu như đời quá khứ đã từng cúng dường chư Phật Như Lai, đã từng tu qua pháp môn tịnh độ, thì sẽ có cách siêu độ tới thế giới cực lạc. Từ đó có thể thấy nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Thiện căn, công đức mỗi người tu tập trong đời này, đời trước không giống nhau. Ở đây có khác biệt. Thể tính là tương đồng, tập nghiệp không tương đồng. Tánh đức là tương đồng, tu đức không tương đồng. Cho nên Phật Bồ Tát từ bi vô tận, biết chúng ta và họ là nhất thể, chỉ muốn lập tức khiến chúng ta khôi phục bình thường,
Đây quả thật là bổn hoài của chư Phật Như Lai. Phật Bồ Tát có thể gia trì. Cho nên chúng ta thật sự niệm Phật cầu tịnh độ. Lúc nãy đã nói, thiện niệm người khác đối với chúng ta và thiện niệm chính chúng ta tu không khác biệt. Người khác là ai? A-di-đà Phật. A-di-đà Phật 15 kiếp trước đã phát 48 lời nguyện. Dùng sự tu hành 5 kiếp vậy có thể gia trì chúng ta không? Có thể. Bởi vì trong cảnh giới này, thời gian, không gian đều không thể đắc. Thời không không còn nữa. 15 kiếp tức là hiện tại. Thực sự gia trì được. Vấn đề là bản thân chúng ta không chịu buông bỏ. Tập nghiệp phiền não quá nặng. Những thứ này gây ra chướng ngại. Chướng ngại không ở đối phương, chướng ngại ở bản thân của chúng ta. Bản thân chúng ta có chướng ngại này, Phật gia trì không được, Phật vẫn gia trì. Lợi ích chúng ta nhận được rất có hạn. Chúng ta chướng ngại càng nhẹ, năng lực Ngài gia hộ càng lớn. Chúng ta phiền não càng nặng, năng lượng chúng ta tiếp nhận được càng ít. Là đạo lý như vậy. Từ đó mà thấy buông bỏ quan trọng biết mấy.